been in digital marketing for over 25 years. And designer is my choice for creating ebooks out of bundles of blog posts that are. Mình chỉ nhanh thôi nó mà ta. Ui nó chạy 340. Mẹ tham quá. They won't survive. Let's finish. Chết cụ mày. Chết cụ mày. Tao phải rình được mày. Tao rình mày hụt. Tao mất tao biến tao phải. Tao phải rình được mày. Thằng này nó nhạy phết ta. Nó biết có Sako ra tóc biến liền. Thằng vừa y nát bét. Nó giật độc cái là đi rồi. Only fools pledge life to honor. Một cái giày coi. Bố tổ nè. Con quỷ vi này. Ừ, rip ơi, chạy nhanh lên rip ơi. Đừng có mấy con cho mấy con tay dài nó chạm vào chục. Ừ, đúng rồi. Hay. Đỡ mất rip. Bố tổ nó dụ khỉ mình kìa. Nó trả thù rồi kìa. Không, rip đóng rồi. Mình không lo, không mất level. Đợi đấy lát bố mày vô rừng bố mày săn mày.
Let's finish this quickly. An enemy has been slain. เจอใช่ไหมสองไปเลยโอ้ยดำลงฉะว่าฉะกันเนื้อกันrồi nha mày mất tốc biến mày ra mày chết nữa nè Cảm ơn cái blue nha. Ý, canh nó vô anh blue sò đó. Cay lắm, cay lắm. À, cay kinh khủng luôn ấy. Quả chết blue này là mát thốn. Ôi mẹ con lắc nó sập bóp nó là AB à.
Vãi đâm to à. Tính nhanh nhanh giả bộ cho nó chói chúng để mình sợ nó. Ai nghe trời ơi nó mạnh. Nó 313 luôn. What? Ôi ôi con vay chết 5 mạng nữa. Vay chết 5. What the fuck. Chết 6 mạng rồi kìa. Lý gì ai mà biết nó mạnh như vậy cha. Ủa nó mua đồ hai món này một K8 là chứ ít đâu. Nó sập mà giờ này nó có K8 tiền là nó xào kinh khủng. Má con chó chuột. Con quỷ chuột này. Chó chuột. Dính mù rồi đâu đánh được. Vì nãy giờ nó thích đấm mình lắm nha. Con ông vật chuột này. Ồ quá, Timor lấy triệu hồi Ari này ghê ta. Đủ Timor lấy triệu hồi Ari. Ari ghê đấy. Độc. Cái độc của nó cũng cái con Ari nó cũng dí nó bám vô. Hay. Mấy con sát thương theo thời gian lấy chị hồi Ari hay á. Mãi cái TV rồi mấy cái sao cứ tập trung vô đập tao vậy. Don't cross me.
Team mình thi nhau, thằng nào cũng xanh, mỗi thằng vay là Sida. Mẹ nó. Tôi tưởng đủ đam đéo thứ đốt nó tốc biến nó né cái R về. Thật là đủ đam luôn rồi. Thiêu đốt bà nó đi nó cũng chết. Cái gì để sống. À, tóc biến đi nó né cái R về. Mình đang bị chán mình không có thu cái R về được. Đạp cho bom chích mọi rồi đạp bom này con. Đó, Timor lấy Ahri mạnh đấy chứ. Bao nhiêu đam rồi? Ngàn đam rồi. Đi mua ạc tôi để ngay trên đầu dưới thấy. Nói. Nhiều bạn hiểu thật hay không hiểu vậy? Không hiểu thật hay là giả ngu vậy? Dead. Nó bắn cái bàn. Rồi hụt rồi xác định rồi đó. Đánh đá buông chuột chết mẹ còn cố chạy lại tăng tán nó mấy cái. Đánh đá dễ sợ. Sao mẹ cái quy này tầm nó ngắn như ta. Ôi cái đẹp mà con chó chuột nó tàng hình nó là tới đây rồi ạ. Bắn chết mẹ nó tim ơ. Quy với nó một cái. Mà con chó chuột nó ra tới đây rồi. Hèn gì thế lát nó cắm con mắt qua nó quy mình như thật. Chuột tàng hình đứng sẵn trong bụi rồi. Mấy thằng chó này vậy được hai món rồi. Má tụi phải săn con chuột mới được. Bực mình đó rồi đấy. Nãy giờ mày giết ta 3-4 mạng rồi đấy. Mày thử hề lố thế coi. Chưa rồi, hề lố cái. Okay.
Mày chết mẹ mày, có Timon nó bắn chết mẹ mày. Chết mẹ mày đi. Đập nó. Con chó chuột. Hành hạ mình. Con chó chuột. Con Riven nó chết giùm á chứ. Dạ mẹ, tôi chỉ đợi tôi rình tôi giết bằng được nó mới được. Ham giết thì chứ nó debot nó không ham đâu. Nó cứ ham giết mình giờ thằng vay nó xanh lại vài đá rồi kìa. Nó từ 1 mẹ năm 16 rồi nó lên 98 rồi kìa. Tập trung đánh tao làm gì không biết nữa. Để tao thấy mày là một xỉa đó. Tao nói là tao thấy mày là một xỉa. Đừng để bố mày bắt gặp. Thêm chó lắc nữa nè. Con lắc này cũng ngựa nãy giờ nè. Đây chuột đây, chuột đây, chuột đây. Mà mày nãy giờ bố mày cay mày nãy giờ rồi. Mày coi chừng tao, mày đéo được ra ngoài đâu con. Đụng đâu mày, mày đập, đụng đâu địt đó. Thêm con chó này nữa. Thêm con chó này nữa. Ấy 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 quỷ. Mẹ đó. Nó quạt tới tôi luôn kìa đò mà. Tưởng đâu không tới. Vì mà rồi đánh nhau với Timon. Trời ơi gần chết. Rồi đạp trái bom chết luôn. Khổ. Ari nó bay vô chết. Đó. Ari nó ghê thiệt chứ. Ari cho con Timon ghê đấy. Đéo có thiêu đốt, chết mè nữa. Đập đó, mày, mày, chết mèo đi. Tôi kệ, tôi phải giết để bắn được nó, tôi dùng mọi thứ để tôi giết. Cái này Captain Timo bá đạo vãi. 2000 dam nữa nhỉ. 2000 là nhiều đó. Mình cũng có 2000 đấy.
Ôi, đạp trái bom ấy chắc nửa cây á. Đi hiểm Baron đây. Baron sẽ coi. Rồi, sao cô thấy được, phát hiện con chuột rồi. Anh đã bị bắt, một xỏ. Một xỏ là không gì được chăn chối. Gần đéo gì rồi. What the fuck is that? Ủa cái gì vậy? Sao con Vi nó quỳ, sao tôi muốn quỳ ở đây, sao tôi bay qua đây luôn là sao? Nó lộn, nó bắn một cái gần chết rồi. Chết luôn rồi. Rồi không. Đừng có đùa với anh váy lè. Boss thì không lo đi. Suốt ngày ngựa ngựa đánh bố mày chi cho vay giờ nó xanh vãi đái. Vay giờ nó xanh nó sỏ cho mày chết. Không giờ thọt hơn cảnh vay nữa nè. Cái tao ngu. Cứ ngựa 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 ra đánh tao làm gì? À, Masako đồ này nó sọc đi luôn. Này nó lên ít sát lực chứ nó lên thêm cái Mayumo nó sọc hết chết luôn. Lấy cái điểm này mạnh thiệt. Masako lấy điểm này mạnh, mình cầm cái con sói yếu xìu. Nửa hai mấy con chó. Đâu mà đồng thằng đéo này nó cũng có survival nó tốt biến đi. Đồ mà chắc on tối lồn luôn kìa. Tối lồn win. Số lên. Tối lồn win. Win họ bố mấy cái. Thua con ảng. Go go. Ảng lên. Cái này thì không có kịp bắn đâu cha. Sao cô này thiếu cái kiếm ma ấy, cầm kiếm ma tọc cái đi luôn ấy. Sao cái này nó không lên kiếm ma ta? Lên kiếm ma chạy nhanh. Áp sát cái gì? Nó gây được bao nhiêu đam rồi? 2200. Ít gì anh đấy. Còn gió này. Mày lên cái gì mày lên tăng với tao. Ê chuột ơi, anh chuột ơi. Anh chuột bình tĩnh, anh chuột ơi. Bình tĩnh anh chuột ơi. Trời đồ mà nó bắn kìa.
cái điểm đấy được đòn đánh đầu. Sako thì còn cần đòn hit đầu tiên.